Hỏi anh Hồng, từ sao cho đi Ba Đạt? Má này anh lên ghê lắm. Con chim một tí nó chơi ổn định mà cái điều nó chao quá. Không sao, bình thường. Tạc lỏng hả? Chao. Chưa quay hả? Để tôi bấm quay cho. Hay là nó nghe nhắc. Ủa cho la điếm nữa. Đâu có nhảy. Đâu có nhảy đâu. Quay rồi. Đang quay hả? Nó quay về. Thì à, đang thấy hình hả? À, có nhảy không? Hôm nay tôi gắn cái wifi cho anh em tôi được check in. Con này mình bỏ lên á. Bỏ lên à. Để từ sau thì bà Đạt vô. Qua đóng tiền cho anh Đạt. Qua đóng tiền cho anh Tiền. Nhiêu? 50% 200%. Dễ rồi. Dễ rồi. Là dễ tửng hả? Hay là tốt. Còn nó mất lửa thì sao? Thấy nó... Cái nhà nó sàn đánh dữ lắm rồi sao? Đẩy vô đất cho nó. Sao vô luôn chứ.
đâu. Em muốn lòng đâu với khác. Thank you.